Ukraine tuyên bố chặn đợt tấn công bằng xe tăng lớn nhất của Nga. Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine chặn đà xung đột ở Avdiivka nhờ bước đi thông minh. Tài xế kể lại khoảnh khắc trước khi cầu Mỹ bị tàu container đâm sập. Các nhà máy Trung Quốc mở rộng sản xuất nhanh nhất trong 13 tháng. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Lữ đoàn xung kích đường không số 25 của Ukraine mới đây cho biết, vài ngày qua, quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng trong 25 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Lữ đoàn Ukraine đã đăng những hình ảnh mà họ mô tả là thiệt hại mà phía Nga phải gánh chịu, gồm 16 xe tăng và thiết giáp bị phá hủy. Theo phía Ukraine, Nga đã mất 1/3 số vũ khí khi mở cuộc tấn công nhằm vào hướng Tukhane, khu vực Avdiivka, mặt trận Donbass. Ukraine cho biết, tổng cộng Nga đã sử dụng 36 xe tăng và 12 thiết giáp từ trung đoàn xe tăng số 6 của quân đội Nga trong cuộc tấn công. Đây được xem là số lượng xe tăng, thiết giáp lớn kỷ lục trong một trận đánh được huy động. Dù Ukraine đang thiếu nghiêm trọng đạn dược, họ được cho vẫn đang duy trì nỗ lực phòng thủ với sự kết hợp giữa các bãi mìn, pháo, tên lửa chống tăng và UAV góc nhìn thứ nhất gắn thuốc nổ. Lữ đoàn 25 Ukraine tuyên bố phát hiện 48 xe tăng và thiết giáp của đối phương và quyết định tấn công mạnh để ngăn chặn. Trong khi đó, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội X, một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái UAV thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 Ukraine, Kryevfortcher cho biết, đây thực sự là trận đánh sử dụng nhiều tăng thiết giáp nhất của Nga kể từ khi chiến sự nổ ra. Có 12 xe tăng và 8 thiết giáp bị phá hủy. Con số mà binh sĩ Kryevfortcher cung cấp còn nhiều hơn lữ đoàn 25 công bố. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này. Rất khó để bên thứ ba xác minh chính xác hoàn toàn thông tin một phía của cuộc chiến cung cấp. Lữ đoàn Ukraine không nêu rõ đã sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn đoàn xe tăng, thiết giáp Nga. Chuyên gia quân sự David Ace của Fox nhận định lực lượng của Kiev nhiều khả năng đã áp dụng chiến thuật phòng thủ phổ biến gần đây, đó là dùng UAV trinh sát xác định vị trí đoàn xe, sau đó nã pháo để gây rối loạn đội hình đối phương. Chuyên gia Ace nói, đạn pháo khiến xe tăng, thiết giáp Nga bị phân tán, rối loạn đội hình và trở thành mục tiêu dễ dàng của UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Mìn và tên lửa chống tăng cũng có thể đã được sử dụng. Chuyên gia của Ford cho biết Ukraine áp dụng chiến thuật phòng thủ này nhằm ứng phó với tình trạng thiếu đạn pháo. Trong bối cảnh nguồn cung từ phương Tây sụt giảm khi gói viện trợ mới nhất của Mỹ đang mắc kẹt tại Quốc hội, thay vì khai hỏa 10 quả đạn pháo để đối phó một nhóm xung kích của Nga, lực lượng Ukraine chỉ bắn một nửa số đó và bù đắp lượng hỏa lực còn thiếu bằng UAV FPV, vũ khí đang được Kiev đẩy mạnh sản xuất với số lượng lớn. Chuyên gia AC cho hay, dù đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn cung, một số khí tài chủ chốt, quân đội Ukraine vẫn duy trì được năng lực phòng thủ vững chắc. Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine có thể sớm bị buộc phải rút lui hơn nữa nếu việc viện trợ quân sự của Mỹ tiếp tục bị trì hoãn. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa tầm xa để tấn công các sân bay ở Crimea. Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine không thể lên kế hoạch cho các hoạt động phản công vì không biết liệu họ có đủ vũ khí cần thiết để tiến hành hay không. Ông Zelensky nhận định rằng nếu bạn không thực hiện các bước để chuẩn bị cho một cuộc phản công khác, Nga sẽ thực hiện chúng. Đó là điều chúng tôi đã học được trong cuộc chiến này. Nếu bạn không làm, Nga sẽ làm. Sau cuộc phản công bất thành của Kiev vào năm ngoái, lực lượng Moscow đã giành được thế chủ động trên toàn chiến trường, trong khi Kiev đang ngày càng khó kiềm chế bước tiến của đối phương, phần lớn là do thiếu đạn dược. Điều này được chứng minh rõ ràng hồi tháng 2 vừa qua khi Nga chiếm Avdiivka, buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi thành phố và đẩy nhanh việc xây dựng các tuyến phòng thủ xa hơn trên lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi đang cố gắng tìm cách nào đó để không rút lui. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng, sau khi Avdiivka thất thủ, lực lượng Kiev đã chặn đứng đà sụp đổ. Ông nói, chúng tôi đã ổn định tình hình nhờ những bước đi thông minh. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình rộng hơn sẽ rất tồi tệ nếu không có thêm viện trợ quân sự. Tổng thống Ukraine cho biết, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có tên lửa Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155mm. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ lùi lại, rút lui, từng bước một, từng bước nhỏ. Cùng với việc tiến lên trên khắp các tiền tuyến, lực lượng Moscow cũng gia tăng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ngoài việc phải đối mặt với việc nguồn cung tên lửa phòng không đang cạn kiệt, Ukraine còn thiếu tên lửa tầm xa, có thể tấn công các căn cứ không quân nơi máy bay ném bom Nga cất cánh. Tổng thống Zelensky nói, Nga có tên lửa còn chúng tôi thì không. Họ tấn công bằng tên lửa vào mọi thứ. Khí đốt, năng lượng, trường học, nhà máy, tòa nhà dân sự. Ông tha thiết đề nghị,
ATAK-300, đó là câu trả lời. ATAK là hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa. Sau nhiều tháng cân nhắc, Mỹ đã giao một số lượng nhỏ cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023, nhưng đó là mẫu cũ hơn với tầm bắn chỉ khoảng 165 km. Mỹ có các biến thể ATAK mới hơn với tầm bắn tối đa 300 km, nhưng cho đến nay vẫn chưa cung cấp cho Ukraine. Ông Zelensky nói, khi Nga biết chúng tôi có thể tiêu diệt những máy bay phản lực này, họ sẽ không tấn công từ Crimea. Nó giống như với hạm đội Biển Đen. Chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi lãnh hải của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ đẩy họ ra khỏi các sân bay ở Crimea. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, tranh cãi chính trị ở Washington đang cản trở khả năng chống trả của Ukraine. Ông cho biết thêm, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Ukraine không thể là một vấn đề chính trị giữa các bên. Nếu Ukraine sụp đổ, ông Putin sẽ chia cắt thế giới. Liên quan đến vụ cầu Francis Scott Key bị tàu container đâm sập hôm 26 tháng 3, mới đây một thợ làm bánh tại Herman Bakery ở Dundalk, Maryland, ông Larry DeSantis kể lại thời điểm trước khi cây cầu đổ sập. Ông DeSantis nói, sự việc khiến tôi nghĩ mình thật sự may mắn, nếu muộn một phút thôi, tôi đã không còn ở đây. Là thợ chính tại Herman Bakery, ông DeSantis thường phải đi làm từ lúc nửa đêm, đều đặn lái xe mỗi ngày qua cầu Francis Scott Key suốt 16 năm qua. Theo đó, rạng sáng ngày 26 tháng 3, ông đi qua cây cầu Francis Scott Key vào khoảng 1 giờ 26 đến 1 giờ 27 phút mà không biết rằng tàu container Daily dài hơn 3 sân bóng đá đang trôi tự do trên sông vì sự cố máy móc và sắp đâm vào trụ cầu. Điều bất thường mà ông DeSantis nhận thấy là không có bất cứ phương tiện nào khác ở làn đối diện, cũng không có xe nào ở phía sau ông. Ông DeSantis cho biết, cảm giác cây cầu không còn phương tiện nào rất lạ. Thông thường thời điểm đó có khoảng 20 đến 30 xe đầu kéo di chuyển ở cả hai làn. Khi con tàu trục trặc về máy móc và mất kiểm soát, Hòa Tiều đã phát tín hiệu báo động tới giới chức giao thông vận tải trên tần số khẩn cấp. Hai cảnh sát vô tình có mặt ở hai đầu cầu lúc đó đã kịp thời chặn mọi phương tiện lên cầu trước khi xảy ra va chạm. Xe của ông DeSantis là chiếc cuối cùng lưu thông qua cầu trước khi cảnh sát chặn đường. Tàu container Daily đâm vào cầu Francis Scott Key lúc 1 giờ 29 phút và khiến cây cầu sập ngay sau đó. Sau khi xuất hiện tin tức về vụ sập cầu, nhiều người quen đã gọi điện cho ông DeSantis để hỏi thăm vì họ biết ông thường di chuyển qua cây cầu vào khung thời gian này. Chỉ đến lúc này, ông DeSantis mới biết rằng cây cầu mình vừa đi qua đã sập xuống lòng sông. Một thanh tra sở cảnh sát giao thông Maryland ngay sau đó cũng gọi điện cho ông để kiểm tra xem ông có an toàn hay không. Ông DeSantis kể, họ muốn nắm rõ có bao nhiêu người rơi xuống sông. Tôi không biết họ lấy thông tin từ biển số xe tôi lúc nào. Vì cầu Francis Scott Key đã sập, DeSantis giờ phải đi đường vòng mất một tiếng để tới chỗ làm, gấp 3 lần thời gian di chuyển trước đây. Ngày 28 tháng 3, chính phủ Mỹ duyệt yêu cầu cứu trợ khẩn cấp 60 triệu đô la Mỹ cho bang Maryland, trang trải những chi phí ứng phó ban đầu sau vụ sập cầu. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết họ cần có luật của Quốc hội để tài trợ cho bang xây dựng cầu mới thay thế Francis Scott Key. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo chính phủ làm tất cả mọi thứ có thể để nhanh chóng xây dựng lại cầu bị sập. Công ty phân tích Amplan cho rằng chi phí xây dựng lại cầu có thể lên tới 600 triệu đô la Mỹ. Song các quan chức liên bang nói với giới chức Maryland chi phí có thể tăng lên ít nhất 2 tỷ đô la Mỹ. Một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm nay cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong 13 tháng, với niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 11 tháng tới đây. Theo khảo sát, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, lĩnh vực sản xuất, một thước đo về hoạt động sản xuất công nghiệp Trung Quốc cho thấy sản lượng của các nhà sản xuất và số đơn đặt hàng mới đã tăng nhanh trong tháng trước. Nhu cầu từ nước ngoài cũng tăng lên, đẩy chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Trong tháng 3 này, chỉ số PMI của Caixin S&P đã tăng lên 51,1 từ mức 50,9 của tháng trước, cao hơn dự báo của các nhà phân tích là 51,0 và đánh dấu mức tăng trong tháng thứ 5 liên tiếp, mốc 50 điểm phân biệt giữa tăng trưởng và giảm sút. Kết quả lạc quan này diễn ra sau dữ liệu gần đây về doanh số bán lẻ và xuất khẩu của Trung Quốc tốt hơn mong đợi, cho thấy một khởi đầu năm mới tươi sáng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Vài ngày trước, Citibank đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2024 lên 5,0% từ mức 4,6% nhờ dữ liệu tích cực gần đây và việc áp dụng các chính sách mới. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng vào năm 2024 là khoảng 5% tại cuộc họp thường niên của Quốc hội nước này vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, đa số nhà phân tích cho rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ cần tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn để đạt được mục tiêu đó. Hơn nữa, sự sụt giảm sâu trong lĩnh vực bất động sản vẫn là lực cản lớn. Niềm tin của các doanh nghiệp đối với năm tới đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023 nhờ những tin tốt như giảm chi phí đầu vào. Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Caixin Insight Group, Wang Chia cho biết, giá nguyên liệu thô xuống thấp giúp tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất.
tạo điều kiện để họ giảm giá trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Tuy nhiên, các công ty tỏ ra thận trọng trong việc bổ sung thêm nhân viên và chỉ số phụ liên quan vẫn ở mức âm kể từ tháng 8 năm ngoái. Chuyên gia Wang cho biết, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những cơn gió ngược, ẩn chứa những bất ổn và các yếu tố không thuận lợi. Áp lực kinh tế suy thoái vẫn tồn tại, chỉ số việc làm vẫn yếu, giá cả vẫn ở mức thấp.